Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Hello, xin chào anh em. Đây là DeFi Discussion và tuần này thì rất là vui khi chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau một vài những cái chủ đề nó hết sức là nóng hổi, và mình tin chắc là cái chủ đề tuần này thì rất là nhiều anh em sẽ rất là quan tâm, cực kỳ quan tâm vào thời điểm hiện tại. Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung chính cái chủ đề của tuần này thì sẽ là một cái gương mặt rất là quen thuộc và sẽ là người đồng hành của mình trong DeFi Discussion tuần này, đó là Tiến. Ok, hello, xin chào Tiến. Hello, xin chào anh Nguyên, xin chào anh em ha. Thì rất là vui mừng khi được tiếp tục ngồi trong tập DeFi Discussion tuần này cùng với lại anh em thảo luận về theo mình đây cũng là một chủ đề khá là thú vị trong thị trường trong khoảng độ một tháng trở lại đây ha. Thôi thì bật mí luôn, tại vì nếu như mà anh em thấy cái tiêu đề và anh em click vào cái tập podcast sau này thì chắc là nhiều anh em cũng quan tâm rất là nhiều đến cái từ khóa tuần này, đó là cái hoạt động airdrop. Thì có thể nói là một tuần vừa rồi với cái hoạt động airdrop thì nó cũng nếu mà nói là tích cực vui thì cũng có phần gọi là tích cực và vui, nhưng mà ẩn sau phía sau đó thì vẫn còn rất là nhiều những cái mình tạm gọi là những cái drama ha, những cái vấn đề mà nó gọi là vùng xám, nó không có đúng và nó cũng chả biết là nó có ra hay không. Thì những cái drama nho nhỏ như vậy cũng liên quan đến cái hoạt động airdrop, và tuần này thì bọn mình sẽ dành thời gian để nói về cái câu chuyện đó. Vậy thì ok, đầu tiên thì chắc là phần này thì để Tiến gọi là share cái góc nhìn của Tiến một xíu về cái hoạt động airdrop của tuần vừa rồi. Thì nếu như mà được chọn ra ba cái từ khóa hoặc là ba cái câu chuyện liên quan đến cái hoạt động airdrop và đáng chú ý của tuần vừa rồi thì Tiến sẽ chọn đó là ba cái từ khóa, ba cái gạch đầu dòng gì? Nói chung thì theo như em thấy thì câu chuyện này nó không chỉ dừng lại ở tuần vừa rồi đâu, theo qua góc nhìn của em thì nó đã kéo dài được khoảng độ tầm một tháng trở lại đây rồi. Nếu mà để em lựa chọn ra ba cái từ khóa chính để em miêu tả về cái xu hướng này thì thứ nhất là em sẽ nói về thứ nhất là Manta Network. Thì cái câu chuyện mà mình muốn nói tới ở đây đó chính là cái mô hình airdrop của Manta Network. Thì như chúng ta đã biết rồi đó, là chúng ta deposit ETH vào rồi chúng ta claim những cái Bees box, rồi chúng ta mở box ra để nhận claim NFT và nhận airdrop từ dự án. Thì nó sẽ vô hình chung là cái câu chuyện mà mình nghĩ đến, đó là liệu những cái câu chuyện airdrop trong tương lai của những cái dự án khác trong tương lai thì nó cái mô hình này có còn tiếp tục hay không. Tức là đây là rõ ràng là một cái mô hình dành cho những cái cá voi cá mập, những cái whale để họ những người mà những holder Ethereum lớn nhất trong thị trường họ farm NFT rồi để claim airdrop từ dự án. Thì liệu câu chuyện airdrop trong tương lai có thể tiếp tục là những cái mô hình này hay không, hay sẽ quay lại trở lại với những cái việc là dự án sẽ airdrop cho những cái contributor sớm cho dự án, những cái người mà thực sự là đóng góp của cái value thực sự cho dự án. Từ khóa thứ hai mình mới tới câu chuyện về Starknet, đúng không? Thực ra câu chuyện về Starknet thì có lẽ là khá nhiều anh em trong thị trường đều rõ, đó chính là cái câu chuyện về tranh cãi với lại người dùng đòi airdrop giữa founder với lại người dùng, đúng không anh Nguyên hả? Là một vài cái từ ngữ nó không phù hợp lắm đúng không? Một vài từ ngữ nó không phù hợp lắm nếu với cương vị của một founder. Thì rõ ràng đây là một cái sự khác biệt giữa cái góc nhìn giữa những builder trong thị trường và những cái nhà đầu tư, đúng không? Rõ ràng tất cả đa phần những cái nhà đầu tư như chúng ta đến với thị trường là tìm kiếm lợi nhuận, đúng không? Tìm kiếm những cái opportunity. Thì liệu những cái góc nhìn của những cái builder đó, những cái người đang xây dựng những cái dự án đó thì và những cái góc nhìn đầu tư của nhà đầu tư chúng ta liệu có thực sự là có giống nhau hay không? Và nếu mà có những cái sự xung đột thì những cái xung đột đó thì nó sẽ có thể ảnh hưởng gì đến với dự án trong ngắn hạn và trong dài hạn, kiểu như vậy. Và từ khóa thứ ba mà mình muốn nói đến trong cái buổi podcast ngày hôm nay đó chính là liên quan tới staking. Thì có lẽ là chắc là khá nhiều anh em trong chúng ta đều để ý đến là trong khoảng độ khoảng một tháng trở lại đây, câu chuyện về stake đầu tiên là tier này, đúng không? Stake tier, chúng ta stake item, rồi chúng ta gần đây nhất là Pit Network. Chúng ta stake những cái dự án đó và có những cái cơ hội, những cái tin đồn và những cái cơ hội là chúng ta sẽ ăn được những cái airdrop từ những cái dự án khác. Thì mình bắt đầu nghĩ hình như là thì liệu đây có phải là một cái chiến thuật của những cái dự án nhằm hạn chế tối đa cái áp lực bán đến từ phía nhà đầu tư sau khi nhận airdrop hay không, hay là đây sẽ là một cái sự kết nối, sự bắt tay kiểu nhằm phát triển, mục đích phát triển dài hạn của những cái dự án với nhau. Thì đó là ba cái từ khóa mà mình muốn đề cập tới trong cái bộ podcast ngày hôm nay.
Chắc là đầu tiên thì bổ sung thêm một cái ý liên quan đến cái câu chuyện là staking á, mà nói thẳng ra là trên Twitter thì nhiều anh em sẽ thấy là cái từ khóa là tier 33 á, thì có thể anh em nếu mà nói về cái từ khóa 33 thì có thể nhiều anh em sẽ nghĩ nó là hơi gọi là nó layer trên layer đúng không, là Ponzi đúng không, nhưng mà hơi Ponzi đúng không, nói thẳng ra là hơi Ponzi một xíu. Thì cái câu chuyện đó chúng ta lát nữa sẽ nói về sau, tức là cái giá trị khi mà có một cái dự án họ airdrop ở trên nền của một cái dự án trước đó thì cái value nó tích lũy như thế nào và cái giá trị dài hạn như thế nào, thì lát nữa chúng ta chắc chắn là sẽ bàn sâu về cái câu chuyện này. Nhưng mà cái mà anh thấy đáng chú ý là đây là cái mô hình mà thực ra thì chúng ta đã thấy nó mon men ở cách đây khoảng 2 năm rồi. Tức là ở cái giai đoạn đó là người ta đang bàn với nhau là ví dụ như cái airdrop khi mà phát hành ra cho cộng đồng đi, thì một cái vấn đề mà rất là nhiều dự án gặp phải ở cái thời điểm đó, đó là họ không giữ được cái giá khi mà phát hành token thưởng ra cho người dùng. Thì tất nhiên đó là cái câu chuyện của người dùng thôi, token vào ví của họ thì họ toàn quyền được gọi là đưa ra cái quyết định. Nhưng mà ở cái thời điểm cách đây khoảng 2 năm đi thì mọi người bàn rất nhiều về cái giải pháp làm sao để hạn chế được cái câu chuyện đó. Thì cái việc airdrop trên nền của một cái airdrop thì nó là một trong những cái giải pháp mà ở thời điểm đó thì người ta đã đề xuất, hoặc là một cái giải pháp khác mà chúng ta cũng thấy là một cái điển hình, ví dụ như là Optimism, tức là họ airdrop nhiều ra, tức là chia nhỏ cái phần airdrop là nhiều round liên tục để khuyến khích những cái long term player nhiều hơn, thì đó cũng là một cái cách tiếp cận. Thì thì nói một xíu về cái câu chuyện của tier 33 hay là cái mô hình là airdrop ở trên nền airdrop, thì anh thấy nó cũng là một cái hay, một cái khá là gọi là giữ lại cái hold demand cho người dùng. Và cũng khá là nhiều những cái tranh luận ở trên Twitter trong tuần vừa rồi, đó là cái việc là không biết Tiến có thấy cái vụ là người ta nói là so sánh giữa airdrop của Solana với lại cái airdrop kiểu của Modular, kiểu Atom Staking với Celestia không? Không biết Tiến có. Thì em có nghe đề cập đến. Thì em hiểu nôm na đó là câu chuyện về những cái blockchain như Solana, những cái monolithic blockchain như Solana thì về cơ bản thì nó sẽ không có kiểu mà e chồng lên e layer, chồng layer e này chồng layer e khác được, mà bởi vì đa phần những cái DApp trên đó nó đa phần là độc lập với nhau đúng không ạ? Thực ra thì cái này nhiều KOL họ cũng gọi là chỉ trích Solana ở thời điểm đó. Thực ra là nếu như mà tất cả các DApp ở trong một cái hệ sinh thái monolithic, và lấy đơn giản là Solana đi, họ có thể collab với nhau và họ bảo là ok tôi sẽ e cho những ông nào từng sử dụng cái sản phẩm đó, nhưng mà về cơ bản là cái cấu trúc sản phẩm monolithic nó không cho, tức là cái việc mà một cái DApp nó chồng lên một cái lớp khác và một cái lớp khác nữa chồng lên cái hạ tầng cũ thì nó cái thiết kế đó nó không xuất hiện nhiều như Modular. Thì có thể là cái việc là thiết kế một cái Modular vậy thì nó lại đẻ ra thêm một cái game, đó là cái game airdrop, thì nó cũng là một cái gọi là tạm gọi là một cái lợi thế đi, tạm gọi lợi thế cho mấy ông Modular trong cái câu chuyện liên quan đến làm sao để phát hành những cái airdrop và tạo thêm những cái câu chuyện đáng chú ý liên quan đến dự án của mình. Nhưng mà chắc là chúng ta sẽ phải nói một xíu về cái action ha. Tại vì đôi khi chúng ta ngồi chúng ta lọc lại một xíu rất là nhiều những cái drama, những là nhiều những tranh cãi, những cái thay đổi của cái dự án trong một hai tuần rồi lại đây, hoặc là dài hơn đi là sau 2 năm thị trường nó có nhiều cái biến động, thì có thể là nhiều anh em sẽ quan tâm nhiều đến cái bây giờ thì ví dụ như cái thông tin như vậy thì tôi sẽ làm gì, đúng không? Thì action đó là gì? Vậy thì Tiến có thấy cái sự khác biệt gì đáng kể trong 1 đến 2 năm liên quan đến từ khóa airdrop hay không? Và có cái gọi là cái meta không? Cái meta là cái có thể gọi là một cái chiến thắng hoặc là một cái gì đó, một cái công thức gì đó, một cái lối chơi gì đó nó hiệu quả không? Thì nói chung thì theo em thấy, nói chung là em cũng không phải là một người kiểu một builder sớm trong thị trường hoặc là một nhà đầu tư sớm trong thị trường. Không, em vào market trong khoảng đầu khoảng đâu đó khoảng cuối năm 2021. Từ trong cái giai đoạn đó cho tới thời điểm hiện tại thì em nhớ là có hai cái đợt airdrop lớn mà em để ý, đó chính là đợt airdrop của Optimism như anh Nguyên vừa mới đề cập ha. Thì đợt airdrop của Optimism đó thì với lại đợt airdrop của Arbitrum vào đầu 2023 vừa qua đúng không, thì rõ ràng thì hai đợt airdrop này, một đợt airdrop của Arbitrum thì nó nhắm về phía là người dùng nó đóng góp được cái value dành cho cái chain Arbitrum, bởi vì nó tính đa phần dựa trên là cái total transaction rồi total volume rồi số lượng bridge qua Arbitrum rồi nói chung là những thứ tương tự như vậy. Còn Optimism thì nó sẽ airdrop đầu tiên đó, thì Optimism nó sẽ thiên về hướng nó đóng góp được cái sự định hướng phát triển của Optimism, như em nhớ là
là những cái DAO voter này, là người dùng donate trên Gitcoin rồi multi-signer rồi đó, kiểu như vậy. Thì tới khoảng thời gian hiện tại thì như em đã nói nãy câu chuyện về Manta Network, như em đã nói thì những cái mô hình như Manta Network hoặc là Blast thì nó cho thấy những cái vấn đề rõ ràng là những cái retail user như là em thì nó liệu có thể có cái cơ hội nào cạnh tranh đối với lại những chú cá mập, những chú cơ voi trong thị trường, khi mà những cái hồn well well như vậy nó liệu nó sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai không. Thì đó, thì những cái việc là trở thành những cái contributor sớm cho dự án, mình đóng góp ý kiến này, đóng góp những cái proposal này, đóng góp những proposal kia cho dự án, thì nó có thực sự là, thì rõ ràng là mình cũng đang đóng góp một cái value gì đó đúng không, nhưng mà nó có thực sự là có thể đem ra so sánh được với việc là đơn giản chúng ta chỉ cần ép ETH vào và đợi airdrop đến từ dự án hay không. Thì đó, thì đó là cái meta thì em thấy là đã có sự khác biệt rõ ràng rồi đúng không. Bởi vì riêng Arbitrum như em đã nói, nó có một cái threshold, tức là nó có một cái ngưỡng, với cái ngưỡng mà em nghĩ là nói chung là cũng phần lớn những retail có thể đáp ứng được, ví dụ như total transaction hoặc là Tuzo Volume, thì em nghĩ là phần lớn retail có thể đáp ứng được. Tức là nó chia ra nhiều cái criteria đúng không? Là nhiều cái điều kiện khác nhau. Thì mỗi cái điều kiện, ví dụ như là nó có 3 nấc đi, ông làm nấc 1, nấc 2, nấc 3, đụng hết nấc 3 là hết. Ông nào giàu thì có thể đụng tới nấc 3, ông nào cà tàng thì có thể đụng tới nấc 1, nấc 2 đúng không? Tức là nó cơ hội nó sẽ cơ bản là nó khá là fair cho những cái retail. Thì cái liệu thì như hai cái đợt dự án tạo được khá là nhiều những cái cũng không gọi hẳn gọi là nhiều tiếng vang gần đây như là Manta hoặc là Blast, thì nó đang có hai cái mô hình mà em thấy là liệu những cái câu chuyện đó trong tương lai nó có thể sẽ thay đổi theo hướng đó hay không, bởi vì nó thay đổi theo hướng đó thì retail nó sẽ có cơ hội gì. Thì hoặc là em có đọc một cái ý kiến trên Twitter thì họ có nói một cái là bởi vì cái câu chuyện airdrop trong tương lai em nghĩ là nó sẽ đi về hướng mà những ai mà biết được cách gọi là CB đúng lúc thì những cái dự án ví dụ như mình airdrop khoảng một dự án airdrop khoảng 20-30 đô đúng không, thì mình biết CB, những cái dự án nó đúng lúc thì ok mình có thể ăn được khoảng vài chục vị đến vài trăm vị nếu mà mình đủ kiên nhẫn, đủ kiên trì chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái hướng đi, mà một cái kiểu meta mà em đang nghĩ tới, hình dung tới. Còn cái việc mà liệu những cái môn well này có thể tiếp tục, nhưng mà em có nghĩ về cái câu chuyện là người ta sẽ có những cái hình thức lọc spin mới không? Tại vì anh thấy, cơ bản anh thấy là có một cái tập gần đây thôi, thì anh em nào quan tâm có thể xem lại, thì trong tập đó thì mình cũng xem một vài cái cách mà các cái dự án người ta sẽ có hình thức lọc spin mới á, tức là làm sao để truy ra được là cái ví này lên với ví nào. Thì ở bên các cái mạng lưới mà cái cấu trúc nó đặc biệt một xíu, thì như là những cái chain nó cắm với nhau, nó liên hệ với nhau, thì có thể nó hơi khó check cái đó một xíu. Nhưng mà với những cái mạng lưới mà monolithic chẳng hạn, hoặc là với cái mạng lưới mà nó đã có một cái bề dày về dữ liệu người dùng như là EVM, thì có thể những cái câu chuyện mà lọc spin thì nó sẽ dễ dàng hơn trong tương lai. Thì không biết là em nghĩ như thế nào về cái luận điểm đó. Thì bởi vì em thấy rõ ràng là ví dụ như những dự án là nó có cái cách lọc mới đúng không? Họ phát triển những cái cách lọc mới từ sau cái vụ của Arbitrum hoặc là những dự án sau này. Thì rõ ràng là người dùng thì họ cũng sẽ ok, họ cũng phải tiếp đó, họ phát triển theo thôi, thì họ sẽ có những cái tiếp and trick khác đúng không? Những cái ví không được liên kết với nhau thì họ chấp nhận là ví dụ họ làm 1.000 ví thì ok, họ chấp nhận họ rút 1.000 lần từ Binance hoặc là từ gì đó về, từ KuCoin về. Họ chấp nhận họ làm như vậy thì để giảm thiểu được cái lượng tương tác giữa các ví với nhau một cách gọi là tối thiểu nhất, thì họ sẽ né được cái, tức là họ đi qua đường CX đúng không? Họ đi qua đường CX. Thì đó cũng là một cái tip and trick mà em nghĩ là có thể là hợp lý. Tất nhiên là em cũng không phải là cái kiểu người đi theo cái hướng là kiểu làm theo khoảng 100-200 em cũng rành nhiều lắm những cái tiếp viên chip đó như vậy. Thì đó là một cái ý kiến mà em nghe được từ một người mà em quen đó, cũng làm CB nhiều, đó là hạn chế tối thiểu cái việc mà tương tác giữa các ví với nhau, thì kiểu là như vậy. Thì đó. Thì là tức là hiện tại là em thấy là có hai cái meta, là meta đầu tiên nó thay đổi, có một cái meta thay đổi là những cái mô hình như là Ponzi hoặc là well game, thì nếu mà phát triển mạnh trong tương lai thì nó khiến cho cái cơ hội đối đến với lại những cái retail nó không còn fair nữa. Và một cái mô hình trong tương lai là dành cho những cái gọi là những cái CPU thủ, là họ biết cách CPU những cái dự án này đúng lúc đúng chỗ, thì họ sẽ kiếm được cơ hội trong thị trường. Ok, hồi nãy là cái câu chuyện về well game, thì anh nghĩ là cái này thì tùy người chơi thôi. Tức là
Anh thì anh nghĩ là nếu như mà để gọi là anh em nào mà quan tâm nhiều đến cái câu chuyện là hiệu quả sử dụng vốn á, thì nên kiếm những cái dự án hoặc kiếm cái mô hình nào mà nó có những cái input và cái outcome nó gọi là nó không đối xứng với nhau. Thì cái mô hình mà nạp ETH càng nhiều hoặc là nạp một cái gì đó càng nhiều, farm càng nhiều, thì có thể là cái game đó là nhiều anh em thì nên cân nhắc một xíu nếu như mà quan tâm đến câu chuyện là hiệu quả sử dụng vốn. Bởi vì nếu như mà bạn test một vài sản phẩm nó cũng chỉ đó mỗi thao tác nó vài chục vài trăm đô thôi, thì hoặc là bạn thực sự là một người muốn thử nghiệm cái sản phẩm đó luôn, tức là muốn trải nghiệm cái product đó luôn, thì đôi khi chỉ cần vài chục vài trăm đô thôi. Và tôi muốn cái mục tiêu của tôi là tôi muốn hiểu xem cái product đó nó làm cái gì, và có nên là có những cái đầu tư trong tương lai hay không. Nếu như mà nó có token này nọ thì tôi hiểu cái cách mà nó vận hành, hoặc là trải nghiệm coi là cái chất lượng của nó như thế nào, thì có thể chỉ cần vài chục vài trăm đô đó, và cái outcome thì nó không có, tức là cái outcome nó hoàn toàn là nó lớn hẳn, nó trội hẳn so với cái input của họ. Thì có thể đó là một cái hướng tiếp cận đối với những anh em nào mà gọi là real user, người dùng thật. Ok, thì nhắc tới cái câu chuyện của real user đi, thì cái câu chuyện nãy mà em vừa muốn nhắc đến là câu chuyện giữa cái tranh cãi giữa founder Stuxnet đúng không, với lại là cái người dùng của dự án. Thì câu chuyện này nói là nó, em nghĩ về mặt cơ bản thì nó sẽ là cái góc nhìn giữa khác nhau giữa những builder trong thị trường và cái nhà đầu tư. Thì những cái builder trong thị trường sẽ có những người họ hướng đến cái mục tiêu dài hạn, họ muốn xây dựng một cái gì đó thực sự là lớn mạnh và phát triển ổn định lâu bền trong tương lai. Còn những nhà đầu tư, em không nói tới tất cả nhưng em đang nói tới là phần lớn những nhà đầu tư chúng ta đến với thị trường là bởi vì tìm kiếm những cái lợi nhuận, bởi vì cái outstanding ROI của cái thị trường crypto này. Thì rõ ràng nó sẽ có những cái conflict về mặt quan điểm với lại những cái builder đó. Thì anh Nguyên nghĩ sao về cái cuộc tranh cãi này? Liệu là ví dụ như những cái tranh cãi này nó có thể ảnh hưởng gì đến dự án hay không? Bởi vì cái việc mà một cái dự án muốn phát triển trong dài trong tương lai chẳng hạn, thì rõ ràng là cái việc tạo thiện cảm đối với người dùng cũng như là cái việc mà hạn chế tối đa những cái tiếng tăm của mình thì nó cũng là một vấn đề cần phải xem xét. Thực ra anh thấy là nếu như mà đứng ở khía cạnh của một người dùng đi, thì hoặc là một người dùng thật đi, thì sẽ có một thiện cảm tốt hơn nếu như mà dự án người ta chủ động là lọc đi những cái gọi là farmer đi, những cái người mà bào thì cái đó thì đứng ở khía cạnh của một người mà mình thực sự muốn thử nghiệm cái sản phẩm đó, và mình muốn, về cơ bản là mình không shipping, đúng không? Cơ bản là mình muốn trải nghiệm sản phẩm. Thêm một cái yếu tố nữa là mình muốn làm sao để cho cái phần thưởng của mình nó nhiều nhất trong một cái lượng input mình bỏ vào nó ít nhất. Thì rõ ràng là mình thấy shipping, lọc shipping được, thì nếu mà khía cạnh cũng cái góc nhìn của mình nhìn ra mình thấy nó phải ngon hơn chứ, đúng không? Thì đó là như vậy. Thì và về khía cạnh là support một cái dự án hoặc là một cái hệ sinh thái gì đó trong dài hạn đi, khi mình thấy là dự án họ có cái, tức là họ đặt cái vấn đề làm sao để loại bỏ được những cái hành vi nó không, tạm gọi là nó không tốt về mặt dài hạn lắm, thì cái đó cũng là một cái điểm cộng mà mình, nếu mà đứng ở cái khía cạnh là một user mình nhìn vào. Còn cái việc mà dự án là, tức là từ ngữ nó làm sao đó, thì có thể là do một vài cái gọi cảm là xúc loại hoặc là nhiều khi nhiều ông cũng spam nhiều thì cũng khó chịu, thì đúng là như vậy. Nhưng mà nói về cái câu chuyện về cái lọc shipping đi, thì cái đó về bản chất nó là cái lựa chọn của dự án, tức là họ có quyền đưa ra quyết định mà họ không nhất thiết phải đứng ra gọi là cãi tay bo, đúng không? Thì có thể là spam này spam kia, nhưng mà rõ ràng là cái quyền đưa ra những cái tiêu chuẩn nó nằm trong tay họ. Thì nếu như mà thực sự họ đã có những cái quy chuẩn hoặc là những cái tầm nhìn hoặc là những cái người đóng góp, một cái kiểu người đóng góp mà họ muốn input vào trong cái hệ sinh thái của họ, thì họ có thể dựa theo đó và họ đưa ra những cái quyết định sẽ đã lọc ra, thì cái đó là quyền của họ. Chứ còn việc mà tranh luận thì nó cũng không cần thiết lắm, tại vì rõ ràng là chúng ta ngồi vào cái game này, game Aerobe này, đúng không? Tạm gọi là một cái game Aerobe đi. Thì mỗi người sẽ có một cái chiến lược chơi khác nhau, và sẽ có người win, có người không win. Thì đó là cái câu chuyện mà một cái bàn game như vậy. Anh có một cái câu chuyện liên quan đến cái tier 33 hồi nãy mình có đề cập ha. Thì gần đây thì anh cũng ngồi anh suy nghĩ là nếu ví dụ như mà họ có những cái airdrop, trồng lên những cái airdrop, thì về bản chất là nó sẽ gọi là cái tầm nhìn về dài hạn, và nó khuyến khích người dùng hold nhiều hơn.
staking nhiều hơn. Nhưng mà thực ra nếu như mà mình ngồi mình nghĩ lại thì liệu nó có phải là một cái, tức là cái giá trị mà của một cái dự án phía sau họ input vào cái lớp phía trước thì nó có thực sự có hay không, hay là nó chỉ là một cái game á, thì không biết là Tin nghĩ như thế nào về câu chuyện cái ba ba này. Thực ra thì một cái câu chuyện ba ba này á, theo quan điểm của em đứng ở góc nhìn là một retail và cũng là một người cũng có đi farm rock, thì nói chung thì đây em thấy thì đó là một cái chiến thuật khá là hay của những cái dự án để đảm bảo được cái capture được cái value của dự án, của cái token của dự án sau khi được airdrop nó không bị đâm quá nhiều, và cũng đảm bảo được cái demand cho user là để sử dụng trong tương lai. Nhưng mà theo em thấy nhá, thì khi mà cái câu chuyện này nó cứ sẽ được lặp lại nhiều lần. Nếu một ngày nó sẽ bị ảo beta đúng không? Đúng, rõ ràng bây giờ là mình stake tier đúng không? Mình stake tier, mình ăn airdrop của một dự án nào đó, ví dụ em lấy như là một dự án A đi, thì sau đó dự án A đó mình lại xả một ít, xong rồi mình cầm mình em đi stake tiếp, rồi mình lại ăn airdrop của một dự án B, nó sẽ là những như vậy cho tới một lúc nào đó thì gần như là cái nó sẽ bị kiểu cái mindset của người dùng của chúng ta, kiểu cầm token chỉ để farm thôi. Nó thì trước sau gì một cái mô hình như vậy là chỉ cần một cái gì đó nó xảy ra, một cái trigger gì nó trigger nguyên cả một hệ thống này, thì ok, rõ ràng hệ thống này nó sẽ sụp đổ rất là nhanh. Đây là một cái câu chuyện theo em thấy là nó không phải là quá mới đối với lại thị trường crypto nữa, mà nó chỉ xảy ra dưới, nó diễn ra dưới một cái hình thức khác, kiểu mới hơn một xíu so với lại những cái mô hình trước đây mình có thấy thôi. Nhưng về cơ bản nó là khi mọi thứ nó xếp chồng lên nhau, thì chỉ cần một thứ gì đó nó black swan, nó diễn ra, nó trigger một cái điểm gì đó diễn ra, nó sẽ kéo theo cả một cái hệ thống nó sụp đổ. Thì đó là cái ý kiến của em, nó là như vậy. Ví dụ như em nói nha, câu chuyện về tier staker chẳng hạn đúng không, thì như em đã thấy gần đây nhá, là câu chuyện về Manta Network, cho tới thời điểm hiện tại thì họ không có một cái thông báo gì dành cho cái việc là cho tier staker đúng không, dù trong Twitter Space là founder có nói là đã có incentive. Cái từ người ta dùng là incentive, cái từ người ta dùng là incentive thôi. Dành cho tier staker, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì vẫn dự án vẫn không thấy có gì. Nói chung là em không thấy được là những cái tier staker trên Twitter họ đang nói quá nhiều về cái vấn đề này, nhưng mà đây rõ ràng là một cái thứ gì đó mình cần phải tức là họ cứ than họ than vãn là tại sao không có cái gì cho tier staker đúng không, mặc dù là Manta đã TGA trên Binance rồi. Nói chung là nó chưa ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà tới một lúc nào đó thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng đủ lớn để nó gây sụp đổ cả một cái hệ thống, khi mà những cái lớp layer nó tồn tại lên nhau quá nhiều. Thì đó là cái ý kiến của em. Chắc là mình nói một xíu về cái khởi nguồn của cái chuỗi này đi. Thì Atom đúng không? Thì là trước đó là phải stake Atom thì mới có tier. Rồi stake tier thì có rất là nhiều những cái con khác sau này. Rồi có thể là những cái con khác sau này thì sẽ có một cái meta là phải stake vào để tiếp tục có những cái con tiếp theo. Thì nói về cái khởi nguồn đi, là cái Atom đi. Thì bữa thì anh thấy có một cái đề xuất là họ cũng gọi là giới hạn cái yield của Atom rồi. Tức là đạt tới một cái tỷ trọng stake nào đó thì họ sẽ bắt đầu gọi là giảm cái yield để gọi là giảm cái khuyến khích mà người ta chỉ stake Atom vào mạng lưới thôi. Thì cái đó cũng là một cái, anh nghĩ là có một cái bước đi mà nó cần thiết, bởi vì nếu như mà một cái đồng coin mà nó chỉ được, hoặc là một cái token nào đó mà chỉ stake vào để nó ăn những cái yield hoặc là nó ăn những cái profit về sau, thì có thể nó sẽ trigger một chuỗi phản ứng nó khá là tiêu cực về sau. Thì thấy là cái đề xuất này của Atom thì cũng khá là hay, tức là giới hạn là khi cái lượng, cái tỷ trọng phần trăm mà đã được stake vào trong mạng lưới trên cho cái tổng cung mà nó đạt tới một cái ngưỡng, thì bắt đầu là có những cái giảm cái yield lại để giới hạn lại cái hành vi đó. Rồi còn về cái câu chuyện là cái meta là staking trên nền của staking này nọ đó, thì cũng thấy là cũng bây giờ nó cũng mon men ở bên EVM đúng không, là cái Eigenlayer đúng không, là Eigenlayer thì hôm bữa là cũng có một cái, tức là bắt đầu cũng có rồi, tức là cũng có thông báo là cho Eigenlayer là cho những cái người nào mà stake Eigenlayer rồi. Thì cái câu chuyện đó nó đã bắt đầu mon men sang cái hệ sinh thái Ethereum và các cái lớp khác rồi. Thì với Eigenlayer thì chúng ta thấy là còn nhiều hơn nữa, bởi vì nó là rất là nhiều những cái ông mà gọi là liquid restaking còn đè lên ông này nữa, thì có thể là cái xu hướng này nó sẽ lây lan sang bên đó, và chúng ta sẽ thấy nhiều những cái trường hợp nó cũng tương tự kiểu như là Celestia thời gian gần đây. Nhưng mà nói gì nói thì anh vẫn nghĩ là đến một cái ngưỡng nào đó sẽ có một cái điểm trigger, có thể là
cái này không phải food nha, nhưng mà mình nghĩ thôi, cá nhân mình nghĩ thôi, là sẽ đến một cái ngưỡng nào đó, cái tỷ trọng mà người ta mua cái token đó stake vào nó đạt một cái ngưỡng, gọi là ngưỡng bão hòa chẳng hạn, thì hoặc là đến một cái ngưỡng nào đó mà cái giá token đó nó bị gọi là nó bị high quá, thì tại vì người ta mua và người ta stake á, và đến một cái ngưỡng nào đó nó high quá thì đến và một cái điều kiện là cái airdrop, cái profit nó về sau này thì nó không còn cái input value gì nhiều và nó thấp hơn cái lượng vốn mà người ta đã bỏ ra cho cái token khi mà stake vào từ ban đầu, thì có thể nó sẽ có một cái reverse, tức là một cái đảo ngược, đảo chiều. Thì yeah, chúng ta nói về airdrop là một cái game có thể nó sẽ positive sum về mặt đường dài nếu như mà dự án họ có một cái chiến lược phát triển sản phẩm. Quan trọng vẫn là cái sản phẩm của họ, họ làm như thế nào thôi. Còn cái cách họ làm airdrop ngay từ thời điểm TGE thì anh vẫn nghĩ đâu đó nó vẫn là một cái zero sum game ở thời điểm mà họ triển khai token ngay từ đầu. Rõ ràng là như vậy, tại vì ngay từ đầu thì cái bàn game nó đã gồm những cái thành phần có những cái chiến lược khác nhau, thì ngay ở cái thời điểm TGE thì anh vẫn nghĩ nó là một cái zero sum game. Còn khi mà product họ có thể có những cái phát triển kỹ thuật hoặc là họ tích hợp thêm cái này cái kia, cái nhiều tính năng họ hợp tác này nọ, thì về mặt đường dài thì rõ ràng là giá trị của cái dự án đó đã tăng lên, thì cái dòng tiền nó sẽ đổ vào ngược lại cái token đó trong dài hạn. Thì đó là cái câu chuyện là meta, câu chuyện về long term hay short term của một cái game như vậy. Thì tập tuần này thì nói chung là kết cấu nó cũng không quá rõ ràng đúng không? Đó là một cái buổi nói chuyện nó cũng không đầu không đuôi, không có cấu trúc rõ ràng, không có một cái gọi là một cái khung gì cụ thể. Nhưng mà mình hy vọng là trong cái buổi trò chuyện hôm nay thì anh em cũng sẽ đâu đó thấy được những cái góc nhìn thú vị của cá nhân bọn mình xoay quanh một cái từ khóa mà nó cũng rất là hot, đó là cái airdrop và staking. Yeah, staking. Thì hy vọng là những cái câu chuyện hôm nay nó mang lại cho anh em những cái giá trị rồi đó. Còn bây giờ thì chắc là mình với Tiến sẽ gửi lời chào đến anh em và hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo ha. Ok, rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối tập podcast tuần này. Thì hy vọng là có thể gặp lại anh em trong những cái tuần tiếp theo nha. Giờ anh em. Ok, bye bye anh em.